son 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 fa re do la 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 fa re do re fa re do son la fa son 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 la do fa re do la la do 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 la fa son son re re do do son son fa re son son la re son do son son fa. Đây là bài Chị Ong Nâu và Em Bé trong sách tập hát lớp 3. Bài này thì tôi đánh đúng nốt nhạc của tập sách này thì nó như vậy. Tôi cảm thấy là có một gì, một chỗ nào đó nó không đúng như là người ta thường hát. Nhưng thôi, mình nên đánh đúng nốt nhạc để đánh đúng nốt nhạc ở trong sách này, để cho khi mà những người mà không có bản nhạc chuẩn thì dựa vào cái quyển sách này để mà học theo. Một số lưu ý khi đánh đến đồ pha ở đây thì ta sẽ giữ ngón 4 rồi chuyển sang ngón 1 để giữ nốt pha, để với ngón 5 lên nốt rê. Đó, chỗ này nè, đồ pha bằng ngón 4 xong lại dùng ngón 1 giữ nốt pha để có dư ngón tay út với để đánh nốt rê tiếp theo. Đó, đó là cái chỗ này. Đấy, hoặc đến chỗ này pha son này thì ta đánh ngón 1 là nốt pha nhưng mà phải kéo ngón 5 về đánh nốt son. Cái này này. Pha kéo ngón 5 về đánh nốt son. Son son re đồ để dư cái ngón 2 và ngón 1 đánh nốt re nốt đồ. Đó. Đây. Mọi người nhìn kỹ lại bài này nha. Tôi đã ghi ngón tay hết rồi. Đó.